Xin chào các bạn, nhóm lửa và dương nhân mã sư tử. Đây là dự đoán tháng 5 dành cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với các bạn Bạch Dương. Thì nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nha. Để xem là tháng 5 của bạn như thế nào đây. Bạch Dương, đầu tiên chúng ta cũng sẽ bắt đầu với những lá bài trà đây nhé. Các bạn có 4 lá bài trà ở đây. Lá bài đầu tiên nó nói về trong cái tháng 5 này, trong cái giai đoạn này ý, mình thấy là bạn đang đi đúng đường trong một cái lĩnh vực nào đó. Tức là như mình vẫn hay giải thích với mọi người ý, là trong cuộc sống của bạn, bạn có thể là có rất là nhiều lĩnh vực như tình yêu, cuộc sống, công việc, hoặc là những cái dự án mong muốn nào đó của các bạn. Thì đây nó ám chỉ đến một cái việc, đấy chính là trong số những cái thứ đó thì có một vài thứ các bạn đang đi đúng đường rồi. Mọi thứ nó đang diễn tiến theo đúng cái cách mà nó đang cần phải diễn ra. Thì mình nghĩ là cái cảm giác khi mà chúng ta đi đúng đường, mà chúng ta làm đúng một điều gì đấy ạ, nó rất là rõ ràng bên trong chúng ta. Cho nên là mình nghĩ là bạn sẽ hoàn toàn biết được điều này là điều gì. Số 2 nữa thì mình thấy là trong cái tháng năm này, bạn sẽ có mối quan hệ với một cái người đàn ông, có thể là tóc đen, râu đen, lông mày đen, tức là đại loại là nhìn họ, mình cảm thấy là nhìn họ có một cái nét gì đấy nó hơi cứng nhắc một chút, hơi sắc một chút nha, đó. Và mình cũng chưa rõ về cái sự tác động của người này đến với các bạn là cái gì, chưa cụ thể được. Thế nhưng mà hãy để xem là cái tác động người này đến bạn như nào nhá. Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là giai đoạn này, giai đoạn tháng 5 này là một giai đoạn thích hợp để bạn bước vào một cái tình huống mới, bước vào một cái có thể là một cái chu kỳ mới, một giai đoạn mới, một tình huống mới, một công việc mới hoặc một cái gì đó mới. Thì tháng 5 này rất là thuận lợi cho bạn để bạn có thể khởi đầu và bước vào nó nha, nên nha. Và cuối cùng thì mình thấy rằng là có một cái chướng ngại vật nào đó, có một cái vấn đề nào đó, bạn sẽ không thành công trong việc vượt qua nó. Tức là kiểu có thể là bạn có một cái dự định hoặc là có một cái khó khăn nào đấy các bạn định khắc phục để làm ấy, nhưng mà nó có thể là nó không thành, nó không ổn, nhưng mà không có sao đâu. Mình thấy là với những cái lá bài còn lại ở đây thì mọi thứ nó đều là rất là tốt thôi. Thì cụ thể hơn với những lá Tarot và Oracle ở đây ý, thì mình thấy rằng là trong giai đoạn tháng 5 này này, mình thấy rằng là có thể chính cái điều, một cái điều nào đó nó không ổn ở trong cái lá bài trà lúc đấy có nhắc đến, là kiểu có thể là bạn không hoàn thành hoặc là cảm thấy có một cái thất bại nào đó, không vượt qua được một cái vấn đề hoặc là không khắc phục được một cái vấn đề nào đó. Thì điều đấy mình thấy là có thể sẽ khiến bạn khá buồn. Bạn tương đối buồn vì cái điều đó và có thể bạn cảm thấy khá là thất vọng với bản thân của mình, về những gì đó xảy ra. Nhưng mà như mình nói rồi đấy, đấy chính là nó chỉ là một cái vệt rất là nhỏ trong cái bức tranh của các bạn mà thôi. Nó chỉ là một cái màu nó hơi tối một xíu trong cái bức tranh của các bạn mà thôi, chứ không phải là bức tranh toàn cảnh tháng 5 của bạn nó tồi tệ đâu. Mình thấy nó không tồi đâu, nó tốt đấy, thậm chí nó rất là tốt đấy. Nhưng mà bạn phải chấp nhận rằng là có những lúc ok mình có thể làm chưa tốt, làm chưa đúng, thì ok nó sai rồi, thì mình sẽ rút kinh nghiệm từ cái bài học đó. Chứ không phải là chúng ta sống, không phải là lúc nào chúng ta cũng đúng được 100%, lúc nào chúng ta cũng là tuyệt vời 100%, cũng có những lúc chúng ta sai lầm chứ, đúng không? Thì mình thấy là bạn đừng quá là nhìn cố đào sâu vào hoặc là chỉ trích bản thân của mình quá. Ok, bạn sai lầm, hãy nhìn nhận nó và giải quyết thế thôi. Đây, nó giống như cái hình ảnh của lá lăm ly ở đây này. Cái người này họ đang buồn bã, hoàng tử bé đang rất là buồn bã với hai cái ly đang đổ trước mặt. Nhưng mà hoàng tử bé quên mất là đằng sau lưng của hoàng tử bé còn ba cái ly đang đứng nữa cơ mà. Hoàng tử bé ơi, sao lại quên thế? Đó, hãy nhìn nhận lại nha, rằng ui, còn nhiều thứ để giải quyết, còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Cho nên là những cái thứ nó đang đổ ở đây, đúng, chúng ta đã sai thì chúng ta hãy rút kinh nghiệm từ nó. Cái điều số 2 ấy, mình thấy trong cái trải bài này ấy, đấy chính là trong cái giai đoạn này các bạn hãy, nhưng nó cũng liên quan đến cái vấn đề này thôi, đấy chính là các bạn hãy nhìn rộng mọi thứ ra, hãy có một cái tầm nhìn rộng ra thì bạn sẽ không cảm thấy bế tắc hay khó chịu nữa. Ở đây chúng ta có look forward rồi don't stop ở đây thì mình thấy rằng là hãy nhìn về tương lai, hãy nhìn về phía trước của các bạn, hãy nhìn về cái con đường phía trước của các bạn và đừng dừng lại. Đừng vì một chút sai lầm này mà các bạn cảm thấy là tồi tệ hay cảm thấy bản thân mình thế này thế kia, hoặc là các bạn bị những cái định kiến ở bên ngoài là mày không làm được cái đấy thì có nghĩa là mày vô dụng hay là cái gì gì đó. Thứ nhất là đầu tiên là bạn không được định kiến bản thân của mình này. Thứ hai nữa là đừng để cho những cái định kiến ở bên ngoài ấy nó bóp méo bạn, nó nhốt các bạn lại kiểu như thế. Và cái thứ hai nữa là hãy mạnh mẽ lên để nhìn về phía trước và tiến lên phía trước, đừng dừng lại ở đây nhá. Mình thấy là trong cái tháng 5 này bạn sẽ có một cái cơ hội hoặc một cái tin tức nào đó liên quan đến công việc tài chính tiền bạc của các bạn. Và mình thấy là công việc nó cũng sẽ là một cái thứ đóng vai trò gọi là đến 70% trong tháng 5 của các bạn.
Tức là đấy là cái thứ mà các bạn sẽ rất là chú trọng, sẽ rất là cố gắng ở đó. Và mình thấy là khi mà bạn nỗ lực cố gắng trong công việc ấy, những cái thuận lợi nó sẽ đến với các bạn. Mình bởi vì các bạn ở đây có lá bài này. Đó, các bạn nhìn thấy đây là kiểu giống như là một cái vị như kiểu giống như là một cái vị như kiểu đóng vai trò như kiểu thông báo ở nhà chờ ấy, kiểu như thế. Các bạn thấy là họ cầm một cái tù và, và bên trong cái tù và đấy nó tuồn ra rất là nhiều tiền đúng không mọi người? Đó, thì mình thấy rằng là cái có thể là trong cái giai đoạn tháng 5 này tiền bạc nó đến với các bạn cũng sẽ rất là tốt đấy. Nó cũng sẽ rất là tốt, nó sẽ dồi dào hơn, nó sẽ tốt đẹp hơn, và kiểu bạn làm gì bắt đầu nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Tất nhiên là có thể nó cũng có một vài vấn đề trục trặc như mình nói, nhưng còn lại sau đấy thì mọi thứ lại rất là tốt đẹp. Bạn sẽ cảm thấy giống như là mình được ưu ái, cái may mắn nó đến với mình, mất cái này các bạn lại được cái kia. Thả con săn sắt bắt con cá rô. Mất cái con cá nhỏ nhưng mà lại được con cá to. Đó. Và mình thấy thêm một điều nữa ở đây có hé lộ cho các bạn, đấy chính là có một cái chu kỳ mới của một cái sự lãng mạn ấy sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Nhưng trong trải bài này chỉ nhắc đến một cách rất là nhẹ nhàng cũng như là hé lộ thôi, chứ không nói quá rõ là cái chu kỳ đấy nó đem đến cho bạn cái sự lãng mạn như thế nào, ra sao, với ai và cụ thể như thế nào. Thì mình nghĩ là mình sẽ giúp thêm cho các bạn một lá bài tiết kiệm, một lá bài thôi, một lá bài từ cái bộ bài tình yêu này share cho các bạn nhé. Rồi đấy, mình bảo mà vì sao á, vì sao mà mình nói là rất ỡm ờ mà không nói cho các bạn biết là cụ thể nó ra sao, thì mình nghĩ đây là cái cách mà vũ trụ đang giấu thôi. Tức là vũ trụ không muốn cho bạn biết và cũng chưa muốn tiết lộ cho các bạn biết sớm để làm cái gì cả. Thì mình thấy rằng là có thể là trong cái giai đoạn tháng 5 này mọi thứ có thể bạn sẽ gặp gỡ một ai đấy mà cái người đấy bạn không nghĩ là sẽ tiến đến tình cảm với các bạn, có sự lãng mạn với các bạn, hoặc là nó là những cái mối quan hệ mà bạn nghĩ là nó không đầu không cuối. Thế nhưng mà trong những cái tháng tiếp theo thì có thể nó sẽ bắt đầu có những cái diễn tướng tốt đẹp hơn, rõ ràng hơn cho các bạn. Nhưng mà bởi vì tháng này nó chưa có gì mà câu hỏi là tháng 5 mà, cho nên là nó sẽ chỉ hé lộ được đến từng đấy thôi. Tức là hồi sau thì mới rõ được, còn bây giờ chỉ muốn rõ chưa rõ được. Bởi vì sao nhá? Cái lá bài này này thực chất ấy là nó nằm ở trong bộ bài tình yêu Amira Love Oracle, nhưng khi mà mình rút ra nó là lá quốc chứ không phải là lá về tình yêu. Thì mình thấy là trọng tâm chủ yếu hiện tại của các bạn sẽ là công việc, tài chính, tiền bạc, và xử lý nốt những cái vấn đề mà mình đang gặp phải, đang mắc phải trong cuộc sống của mình ấy. Đấy. Thì sau đấy rồi thì mình thấy là tình cảm nó sẽ đến với bạn tiếp theo trong tháng năm này dần dần ấy, nó đến có thể cuối tháng 5 hoặc là bắt đầu tháng 5 hé lộ một cái gì đấy nho nhỏ thôi. Đó. Thế nhưng mà ở đây á thì vũ trụ nhắc nhở các bạn đấy chính là hãy lạc quan về đời sống tình cảm của mình nhá. Rồi, và nếu như mà bạn có gặp được ai đó thì cũng, nếu như bạn thực sự thích họ ấy thì hãy học cách để biểu lộ cái cảm xúc đấy một cách gọi là tự nhiên nhất, rồi thể hiện nó ra bên ngoài được nha, chứ đừng giấu đi. Còn đâu còn lại, như mình nói rằng là mọi thứ nó sẽ ổn với các bạn thôi. Bạn đừng nhìn quá sâu hay là chỉ nhìn vào cái vệt đen trong cái bức tranh tổng thể màu đầy màu sắc của các bạn. Nhưng mà mình nói thật nha, để mà một bức tranh có thể đẹp được ấy, thì nó phải có đầy đủ các màu đậm, nhạt, thậm chí cả những cái màu mà người ta cho là xấu xí nhất như là màu màu đen hoặc là màu gì gì đấy. Nhưng mà khi mà tất cả một cái bảng màu vào với nhau á, nó thực sự rất rất là đẹp. Nó phải có đậm, có nhạt nha. Rồi, đó là Bạch Dương. À, chúng ta đến với Nhân Mã. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2 của Nhân Mã. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và các bạn có thể xem thêm các cái trải bài khác của nhóm cung khác để có thêm thông tin nhé. Rồi, với các bạn Nhân Mã, chúng ta cũng có những lá bài trà đây để làm rõ về tháng 5 của các bạn. Điều đầu tiên ý, mình thấy rằng là sẽ có một cái sự thay đổi đến với cuộc sống của các bạn trong tháng 5. Không phải là một đâu, mà mình nghĩ là nó là một cái sự thay đổi gì đấy cũng tương đối đấy. Có thể là thay đổi về công việc, thay đổi về nguồn năng lượng của các bạn, và bắt đầu các bạn có thấy có những cái điều nó khác biệt nó đến ý. Thì các bạn có thể tham khảo cái video ngày hôm qua mình có ra, đấy chính là dấu hiệu chúng ta bắt đầu hoặc là kết thúc một chu kỳ thì nó sẽ như thế nào. Thì có thể là bạn đang ở trong cái giai đoạn đó. Số 2 thì mình thấy là ở đây có nói về việc đấy chính là nếu như mà bạn muốn chiến thắng ấy, bạn đạt được một cái kết quả tốt đẹp nào đó ấy, thì các bạn phải gia tăng thêm cho mình cái sự nỗ lực và cố gắng. Cái này thì mình nghĩ là không phải bàn cãi rồi, bởi vì rõ ràng đó là cái điều quá rõ ràng. Muốn đạt được thành công, muốn có được một cái mục tiêu, cái sự chiến thắng nào đó thì các bạn phải thêm nỗ lực, phải cố gắng thật là nhiều.
Số 3 thì mình thấy rằng là trong cái giai đoạn tháng 5 này các bạn có thể là sẽ có một cái thái độ mới hoặc là có một cách nhìn nhận cái vấn đề của các bạn ấy một cách nó khác đi, nó mới mẻ hơn. Có những bạn ở đây có thể là các bạn dọn nhà. Cái nhà của các bạn ấy, cái phòng của các bạn ấy có thể là bây giờ bạn dọn hoặc là bạn thay đổi nó theo cái chiều hướng tích cực hơn, gọn hơn, đẹp hơn, trang trí nó đẹp hơn, hoặc có những bạn chuyển nhà, có những bạn chuyển trọ, có những bạn mua nhà ở thời điểm này. Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là trong tháng 5 này hãy biết chấp nhận những cái lời chỉ trích. Mình biết những lời chỉ trích nó không bao giờ là dễ nghe cả. Nếu như mà người ta góp ý với một cái thái độ cầu thị nhất ý, thì ok, chúng ta có thể dễ dàng tiếp nhận, nhưng mà cũng có những cái người họ góp ý hoặc là họ nói những cái lời mà nó thực sự rất là khó chịu. Thế nhưng mà tháng này thì bạn lại được khuyến khích là hãy chấp nhận những cái lời chỉ trích mà nó có vẻ là hơi khó nghe một tí nha. Cụ thể hơn với những lá tarot oracle đây thì mình thấy là bạn ấy vẫn còn đang bị vướng vào một vài cái tình huống nào đó, hoặc là với một cái mối quan hệ nào đấy, hoặc là các bạn vẫn còn dồn cái sự chú ý vào vào một cái gì đấy nó khá là độc hại. Có thể là một mối quan hệ cũ, có thể là một công việc cũ, có thể là một cái vấn đề, một cái tổn thương cũ nào đó của các bạn. Và mình thấy là bạn bạn giống y như một cái người mà bạn vừa đạp, bạn vừa chôn một cái hạt mầm xuống, ngày mai bạn lại đào nó lên xem nó đã nảy mầm chưa, bạn lại lấp đất xuống, xong rồi bạn nghĩ là ừ thôi ta sẽ để cho nó nảy mầm, nhưng mà ngày kia các bạn chịu lại không được, các bạn lại đào lên các bạn lại xem, kiểu kiểu như vậy. Thì mình thấy rằng là trong cái tháng năm này này, nếu như mà bạn không không dừng lại cái việc đó, bạn cứ tiếp tục đào cái hạt mầm đấy của mình lên, hoặc là các bạn cứ đi tìm hiểu về những cái thứ mà đáng lẽ là các bạn nên buông bỏ rồi ấy, thì mình thấy là bạn sẽ rất là mệt mỏi về cái mặt tâm lý của các bạn đấy. Cho nên là mình nghĩ là bạn sẽ có được cái kết quả, bạn bạn sẽ có được cái câu trả lời mới đúng. Câu trả lời đúng nhất cho mình là mình nên làm gì rồi. Tức là mình nên buông đi những cái thứ mà nó độc hại đi, nó không phù hợp với mình đi. Mình nhìn về cái con đường mới của mình đi. Ở đây có There's something better ấy. Nó nói về việc đấy chính là có những lựa chọn tốt đẹp hơn đang chờ các bạn ở phía trước, đang đến với cuộc sống của các bạn rồi. Hãy vươn tay ra nắm lấy nó, hãy cầm lấy nó. Chứ không phải là chúng ta ngoái đầu về nhìn về những cái quá khứ hoặc là những cái điều gì đấy nó rất là xiềng xích các bạn, nó rất là toxic, nó rất là mệt mỏi với các bạn ở đây. Đó, phía trước các bạn là một hành trình mới rồi. Bạn hãy là cái người nhìn nhận được cái bức tranh toàn cảnh ở đây. Đó, hãy nhìn về cái đại cục ấy, hãy nhìn về cái đại cục ấy của các bạn ấy, về cái con đường dài hơn, xa hơn ấy. Thì mình thấy rằng là trong tháng năm này ấy, bạn sẽ dần dần lấy lại được cho mình cái sự cân bằng cũng như là nhìn nhận vấn đề một cách nó rõ ràng hơn so với trước. Và bạn đang được khuyến khích để đưa tay ra đón nhận những cơ hội mới. À, mình thấy là trong cái giai đoạn tháng này á, bạn cũng sẽ rất là đẹp đấy. Có thể là bạn bắt đầu thay đổi về ngoại hình, hoặc là các bạn up level lên, hoặc là tự nhiên lúc lúc này các bạn rất là xinh đẹp, da của bạn rất là đẹp, trộm vía nhá, trộm vía tỷ lần nhá, chân da đỡ bọc mụn nhá. Thì mình thấy là da rất là đẹp này, hoặc là cái ngoại hình của các bạn rất là đẹp. Có thể các bạn tăng cân một chút, nhưng mà cái tăng cân đấy của các bạn nó lại rất là đầy đặn, rất là xinh xắn, hoặc các bạn tự nhiên gầy đi một tí thì tự nhiên là các bạn lại cũng rất là đẹp đó. Tức là các bạn sẽ đẹp theo cách riêng của các bạn và mọi người cũng sẽ thấy bạn rất là đẹp. Thì mình thấy là hãy chuẩn bị cho một hành trình mới đang đến với các bạn đi. Hãy buông bỏ những thứ cần phải buông bỏ đi. Nó không có ích gì nếu như mà chúng ta cứ níu giữ nó đâu. Và cái điều tiếp theo nữa mình thấy là giai đoạn này á, nó mình cảm thấy là giai đoạn này nó chưa có nhiều cái sự thuận lợi đến với các bạn, kể cả trong tháng năm này. Không được ưu ái, không được quá thuận lợi đâu. Có thể là các bạn thấy là tức là của các bạn cứ nếu như ngồi mà chờ vận may, mình thấy nó không tới. Tháng năm này nó không thấy. Nhưng bạn có khả năng để có thể vượt qua được những cái khó khăn cũng như là những cái mà nó chưa thuận lợi đối với bản thân của mình. Bạn sẽ vượt qua được những cái mà người ta hay nói là vượt qua được nghịch cảnh đấy, những cái thứ chưa thuận lợi với chính bản thân của mình đấy. Thì đấy là một điều tốt và nó giúp các bạn rèn luyện rất là nhiều trong cái cách xử lý vấn đề của các bạn, nó giúp bạn trưởng thành hơn thôi. Đó. Nói chung là tụ này thì mình thấy là nó tháng năm của bạn tương đối ổn, nhưng mà kiểu vấn đề là mình hay bị cái vấn đề của các bạn là nhân mã ấy. Đấy chính là hay bị cuốn vào những cái mà có thể là quá khứ rồi, nó nên qua đi rồi. Thì thật ra giai đoạn nghịch hành này này, nhiều thứ trong quá khứ sẽ trỗi dậy, nhiều thứ sẽ nhắc nhở bạn về quá khứ. Nhưng khi nó trỗi dậy là thời cơ để bạn nhìn nhận và giải quyết nó triệt để. Đó, giống như là mình thấy có một cái bài đăng ở trên một cái page chiêm tinh ấy, khá là hay, hình như là tiếng trái đất hay là cái gì đó, xin lỗi nếu như mà mình không thể nhớ được cái page đó, nhưng mà nó thực sự là khá là hay. Đấy chính là mùa sao thủy nghịch hành, có nghĩa là đừng để vụ này chìm, có nghĩa là
vấn đề sẽ được đem ra để giải quyết, để nhìn nhận, còn không để nó chìm xuống. Thì đây là một cơ hội tốt và mình thấy là bạn sẽ vượt qua được điều này. Và có thể là sẽ chỉ cần một thêm một lần này nữa thôi, thêm một cái giai đoạn tháng 5 này nữa thôi, là các bạn có thể hoàn toàn buông bỏ thứ cần phải buông bỏ rồi. Thì bây giờ mình sẽ rút thêm cho các bạn một cái thông điệp nhá, từ cái bộ bài này đi. Thông điệp dành cho các bạn nhân mã. Ôi, bạn đã có những thứ mà bạn cần rồi. Đấy, bạn đã có những thứ mà bạn cần rồi và bạn chắc you know what to do. Bạn biết là bạn cần phải làm gì rồi. Ôi giời ơi, thế thì cần gì mà phải nói nữa đúng không? Nói chung là bạn sẽ rất là hiểu, do something new, something different. Đã đến lúc để bạn làm một điều gì đó mới mẻ, làm một điều gì đó khác đi. Ví dụ như là ngày nào cũng vào start người yêu cũ, ngày nào cũng đi stalk người yêu cũ, rồi đi rình mò hoặc là đi này kia các thứ thì bỏ đi nha. Bỏ đi, mình dành thời gian đấy làm đẹp đi. Mình dành thời gian đấy để học một cái gì đấy hoặc đọc một cuốn sách đi. Nó có ích hơn rất là nhiều đó. Và mình thấy là kiểu bạn hoàn toàn hiểu đấy, ý thức được việc là mình cần làm gì đấy. Chỉ có điều là có làm được hay không thôi. Bởi vì đôi khi mình cũng sẽ bị cảm xúc, rồi bị vấn đề này kia nó chi phối nhiều á. Thì mình nghĩ là bạn sẽ làm được. Đó là nhân mã. Chúng ta với sư tử. Xin chào các bạn, sư tử. Đây là dự đoán tháng 5 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và đây là trải bài chung nên không thể đúng với tất cả mọi người được. Các bạn có thể xem thêm các cái cung nhà khác để có thêm thông tin nhé. Vẫn như thường lệ thì với những cái trải bài dự đoán như thế này thì mình sẽ có rút thêm những lá bài trà đây để kết hợp. Thì chúng ta có 4 lá bài trà. Đầu tiên ý, thì mình thấy rằng là trong cái tháng 5 này có thể bạn sẽ gặp những cái vấn đề liên quan đến gia đình của các bạn. Thật ra những cái vấn đề liên quan xoay xung quanh đến gia đình ấy thì nó nhiều lắm. Ví dụ như bất đồng, như xung đột hoặc xảy ra những cái sự kiện nào đó nó diễn ra ở đây thì có thể nó ảnh hưởng mạnh trực tiếp hoặc là gián tiếp gì đó đến với các bạn trong cái giai đoạn này nhá. Số 2 ý, thì mình thấy rằng là bạn vẫn là liên quan đến gia đình thôi. Đấy chính là mình thấy bạn sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc đặc biệt đối với gia đình của mình. Có thể là yêu thương, có thể là yêu thương, cảm giác yêu thương với gia đình, cảm giác lo lắng cho gia đình, rồi cảm giác gì đấy với gia đình của các bạn. Mình thấy là có thể bạn là một người rất là yêu gia đình, hoặc là bạn đóng vai trò là một cái người mà rất là quan trọng cho gia đình của các bạn. Việc gì đến tay ấy, kiểu như thế đó. Số 3 ấy, thì mình thấy rằng là ở đây á, nó đúng là mùa sao thủy nghịch hành. Vì mình thấy là mình rút bài từ hôm nọ đến giờ là nó rất là nhiều nguồn năng lượng kiểu như này rồi. Nó nói về việc đấy chính là giờ cũng là lúc để các bạn get out, tức là ra khỏi một cái tình huống nào đó. Cái gì mà nó cần buông, cái gì mà nó không ổn, nó không ok nữa, các bạn hãy bước ra khỏi nó. Giờ là lúc để các bạn thoát ra khỏi những cái tình huống giống như vậy. Và cuối cùng mình thấy rằng là hãy giữ cho mình cái sự cân bằng ở trong cái tháng 5 này nhá. Và mình thấy là chắc là cũng ổn thôi, ok thôi, ok. Cụ thể hơn với những lá Tarot Oracle ở đây ấy, thì mình thấy là trong cái tháng 5 của các bạn hoặc là ngay thời điểm hiện tại ấy, mình thấy là các bạn cũng không có hứng thú với cái cuộc sống bên ngoài vui chơi đâu. Có thể là nghỉ lễ thật đấy nhưng mà các bạn cũng không có đi chơi đâu cả. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng không có hứng thú. Thứ ba nữa là mình thấy rằng là bạn cũng có một cái nỗi buồn nào đấy nó man mác. Không biết là buồn vì cái gì cụ thể ra làm sao, buồn vì thiếu tiền hay là buồn vì người yêu cũ hay là buồn vì gì đây thì không biết. Nhưng mình thấy là các bạn khá là buồn á. Kiểu buồn ở đây có nghĩa là chán chán ấy. Cảm thấy cũng không có nhu cầu gì vui vẻ hay là vui chơi gì hết. Chỉ muốn là bình thường thôi đấy, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là có những cái thời điểm trong cái tháng 5 này này, các bạn, mình thấy là bạn rơi vào trạng thái bế tắc, tiến không được, lùi không xong. Tức là tự nhiên đến lúc đấy không hiểu sao cái mood của mình, cái cảm xúc của mình cũng như là những cái gì đấy nó diễn ra trong cuộc sống của mình ấy, mình không có hứng thú với nó. Mình không biết là nó tiến lên như thế nào và nó lùi xuống ra làm sao. Đó, không hiểu được. Đôi lúc là cái cảm xúc nó cũng rất là thất thường ở trong cái giai đoạn này nữa. Thì mình thấy rằng là đấy là một cái điều khó để cho các bạn có thể giữ được sự cân bằng ở trong cái giai đoạn này. Thì mình cảm thấy là bạn chẳng có vấn đề gì về cái cuộc sống của bạn đâu. Chỉ là tự nhiên các bạn sinh ra cái cảm xúc như vậy thôi, không hiểu thôi. Kiểu như chị mình hay gọi đấy là tâm trạng chó cắn tâm trạng chó cắn ấy, kiểu giống như là nó không ra một cái kiểu gọi là cái tâm trạng như nào. Chỉ cảm thấy là không biết là làm gì, không biết nên làm gì và không biết là ra sao đây, kiểu như thế. Đôi khi còn cảm thấy như là thôi qua ngày đi cho là được rồi đấy, kiểu như vậy. Thì mình thấy là thật ra bạn không cần phải cố gắng kiểm soát trong thời điểm này mình phải làm cái này hay mình phải làm cái kia đâu.
hãy cứ thoải mái và thả trôi một chút đi. Vì giờ cũng là lúc cũng có thể là do cơ thể của bạn, tâm lý của bạn nó đang cần một khoảng thời gian để được nghỉ ngơi, nên là đừng bắt nó làm việc quá sức ở thời điểm này. Và đây có lá bài Surrender to the Divine, thì mình thấy là cái kế hoạch mà vũ trụ dành cho các bạn ấy, giống như đây là một khoảng thời gian để bạn sạc pin thôi, để bạn tạm thời là trùng xuống thôi, lấy đà thôi, để chuẩn bị vọt lên đây này. Bởi vì là vũ trụ có chuẩn bị cho bạn một cái kế hoạch đặc biệt nào đó, và cái kế hoạch này nó có liên quan đến chuyện tình yêu của các bạn, liên quan đến chuyện tình cảm của các bạn đấy. Thì mình thấy là đại loại là trong tháng 5 này bạn sẽ vượt qua được những cái cảm xúc như mình nói. Có thể cảm xúc này nó cũng đã kéo dài trong tháng 4 rồi và trong những cái giai đoạn trước rồi. Thế nhưng mà mình thấy là bạn sẽ vượt qua được, sẽ lấy lại được cho mình cái sự cân bằng, và mình thấy là bạn sẽ vui vẻ hơn. Càng về sau giai đoạn ấy thì mọi thứ nó sẽ càng vui vẻ hơn với các bạn. Và mình thấy là với kể cả cái lá bài này nó cũng thế này. Tức là hãy để cho mọi thứ nó được tự nhiên, kể cả tình yêu của bạn, công việc của bạn hay tất cả những thứ khác nó đến với bạn ở cái giai đoạn này. Đừng cố gắng kiểm soát nó, hãy để cho nó thật là tự nhiên. Tại vì cái vị thần bầu trời này này có gọi tất cả mọi người đến và nói là bây giờ ta sẽ chọn một cái màu cho bầu trời. Thì người này bảo là chọn màu vàng, người kia thì bảo chọn màu xanh lá cây, người kia lại bảo là chọn màu đỏ này kia các thứ. Nhưng đến cuối cùng ông ấy lại càng rối hơn, ông ấy không chọn được là cái màu gì hết. Và đến cuối cùng là ông ấy bảo thôi bây giờ ta thuận theo tự nhiên thôi. Tức là tao tao kiểu giống như là tao ngay hiện tại cảm giác của ta ấy, là ta cảm thấy cái màu nào nó ok thì ta sẽ chọn cái màu đấy. Và cuối cùng là chọn cái màu xanh da trời đấy các bạn. Thì chúng ta có một cái bầu trời đó rất là nhẹ nhàng, rất là yên bình cũng như là rất là dễ nhìn. Nhưng mà bây giờ các bạn nghĩ xem, nếu như bầu trời màu đỏ đấy, chúng ta nhìn lên bầu trời màu đỏ chúng ta có rức đầu không, có khó chịu không đó. Cho nên là giống như là cái việc cưỡng cầu hay là cái việc chúng ta mong muốn nó xảy ra nhanh ấy, nó không hẳn là điều tốt đâu. Hãy cứ để tự nhiên thôi. Thì ở đây vì sao mình nói đến chuyện tình cảm, vì ở đây các bạn có True Love Come To Me và A New Relationship Blossom, thì mình thấy là sẽ có một cái mối quan hệ mới nó đến với cuộc sống của các bạn, và nó sẽ nở hoa với các bạn trong thời điểm tiếp theo. Và có thể người này chính là tình yêu đích thực mà các bạn đã luôn mong muốn gặp được, luôn mong muốn chờ đợi được, và cái người này họ sẽ đến với bạn đó. Thì bây giờ mình lại phải rút thêm bài thì mới rõ được là cụ thể cái tình cảm này, cái câu chuyện này nó ra làm sao. Thông điệp dành cho các bạn sư tử new love rồi. Mình thấy là quả này các bạn lại không let go còn chơi siêu, quá đúng luôn với những gì mà mình vừa nói luôn. Cái lá bài này nói về việc đấy chính là hãy buông bỏ những kiểm soát, những cái vấn đề của bản thân, đừng nghĩ nhiều quá. Mình thấy là đôi khi nhiều quá nó cũng không ổn đâu. Đừng nghĩ nhiều quá là cái người đấy phải thế này phải thế kia, hay là mình không xứng đáng có được hạnh phúc, hoặc là mình bây giờ mình từng này tuổi rồi, rồi là mình thế nọ mình thế kia thì bỏ đi, không mình nghĩ gì cả, thoải mái đi các bạn. Ở đây có new love thì mình thấy rằng là có những cái tình, có tình yêu mới nó sẽ đến với bạn ở đây rồi. Có điều là hãy buông bỏ sự kiểm soát này để cho nó nhẹ nhàng hơn. Và đây các bạn có lá bài Easy Safe for True Love, nói về việc đấy chính là mối quan hệ này an toàn để cho các bạn yêu, an toàn để cho các bạn đến với cái người này. Wedding, wow, what waiting for. Mình thấy là cái mối quan hệ này nó hoàn toàn có cơ sở để có thể phát triển xa hơn, cao hơn, đến một cái đám cưới nào đó. Nhưng mà mình nghĩ là hiện tại mình không thể khẳng định với mọi người được, vì các bạn là người yêu, các bạn là cái người tương tác trong cái mối quan hệ này. Mình chỉ nói về cái tiềm năng thôi, tức là nó có thể diễn ra hoặc là không. Thì đừng quá là bởi vì là nghĩ là cái đấy là định mệnh thì có nghĩa là mình đối xử tệ với người ta thì người ta cũng cưới mình hay là người ta cũng yêu mình đâu nhá. Mà mình thấy là trong cái mối quan hệ này á, nó cũng sẽ lôi ra cho bạn những cái vấn đề tổn thương nào đó liên quan đến gia đình, liên quan đến bạn bè, liên quan đến gia đình của các bạn, liên quan đến ba mẹ của các bạn nha. Ok, và đó là các bạn sư tử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like đăng ký kênh mình nha. Bye bye.